Hello, mình xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2022 thì chiều hôm nay mình lại tiếp tục làm video bán bò cho cái trại bò của anh Khước có địa chỉ là ấp Sa Nhỏ, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha bà con. Thì trại bò anh Khước chuyên bán các dòng bò sinh sản, đặc biệt là cái giống bò xin. Thì chiều hôm nay trại bò anh Khước về là 8 con bò cá Sinter, giá dao động từ 12 triệu đến là 24 triệu 500 ngàn. Thì bà con nào vào xem video ưng ý con nào nhấc máy gọi ngay anh Khước qua số điện thoại trên màn hình nha. Và anh Phước có chuyến giao bò từ, nói chung là anh Phước bao xe từ Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Bến Tre cho tới Trà Vinh ha. Thì bà con nào mua bò thì anh Phước sẽ bán giá như trên video và không có thu bất cứ đồng bạc nào về cái phí tiền xe hết. Và bà con nào vào xem video, nếu mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha bà con. Đăng ký hoàn toàn miễn phí, không tốn bất cứ đồng nào. Để tiện theo dõi những video tiếp theo. Và bây giờ không làm tốt thời gian nữa, mời bà con xem bò. Hello, chào quý bác chăn nuôi nè. Hôm nay ngày 8 tháng 4 á, em có quay hình bán cho một chú này á. Chú cũng nhiều bò á, chú cũng bán bớt á, thì chú nuôi không có sể, chú cũng bán bớt 3 con á. Thì em mua không có được á, thì em cũng quay để báo giá đến cô chú anh chị mình á. Thì cô chú anh chị mình ai mua ha. Mẹ nhà này anh em cũng có xe đó, nên ảnh mua ảnh hứa là ở khu vực miền Tây, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang đâu á, là ảnh bao xe tới nhà mình luôn nha cô chú anh chị, ảnh không có lấy tiền ha. Đó, thì cô chú anh chị mình coi được mua ha. Nói chung là bò cũng giống như cũng tiền nào của nấy cô chú anh chị, có cũng coi xấu có tốt có đẹp đâu á. Thì cô chú anh chị mình dù ai thích mình mua, còn ai không thích mình cũng coi cho xem giải trí của chú chị, chứ cô chú anh chị mình cũng đừng có la tội nghiệp em nha. Đó, thì đầu tiên con này của chú chị, con này thì nó móng nó không được đẹp luôn của chú chị. Đó, thì có sao em cũng nói vậy để cô chú anh chị mình ở xa biết mà mua ha, nhưng mà có thể dẫn nó làm nái được của chú chị. Bò mà nó cũng ít tiền mà nó đâu có nhiều tiền của chú chị. Nó thì giống như câu tiền nào của nái vậy của chú chị nè, nó cũng rúng chiền nè, rúng yếm nè cô chú anh chị. Đó, móng này ha, móng này cô chú anh chị. Đó, con bò này cũng thiếu nuôi cô chú anh chị, nhà cũng ít cỏ đó nè cô chú anh chị, thấy không, chuồng nuôi nó cũng thiếu thốn á. Về cô chú anh chị mình cắt cỏ rồi vô ăn ha. Trên đây nè cũng nó cũng thiếu cỏ nè. Cái con đầu tiên này, con này nó hai sái cô chú anh chị, sái lưng chính giữa nè cô chú anh chị, thấy không. Đó, con sái này với sái sau ha. Đó, xe mặt thì nó đúng của chú anh chị. Đó, thì cũng thiếu nuôi nên bọn khô khô cũng không được mướt lắm á. Về cô chú anh chị mình nuôi mình tắm rửa là thêm ha. Đó, thì cái con này anh chỉ bán chỉ 12 triệu của chú anh chị. Đó, con này 12 triệu ha, nó cao tầm 1m07 bò của chú anh chị, 12 triệu thôi chú anh chị. Nó giá yêu thương ha, cô chú anh chị mình tiền thì mua này ha. Đó, mình nuôi dẫn đẻ rồi sau đó mình chọn lọc giống mình tiễn lại từ từ của anh chị. Đó, vú thì bốn vú đều của chú anh chị ha, bốn vú đều ha. Nó cũng có dầu chiền nè, cũng chiền nè, yếm thì nó cũng nhiều của chú anh chị. Con này 12 triệu của chú anh chị, ở khu vực miền Tây là ảnh giao mấy cái tỉnh Trà Vinh đội là ảnh giao mình tới nhà, nó không lấy tiền của chú anh chị mình nha, không tiền xe nha, đại xe ảnh xe nhà của chú anh chị. Đó, còn tiếp theo con thứ hai của chị, mấy con này cũng đồng đồng nhau nè, do tách mẹ hơi sớm giờ thiếu ăn của chú anh chị nên nó cũng không được mướt bò gì mấy ha. Về cô chú anh chị mình chăm thêm ha, nó cũng rúng chiền của chú anh chị nè, chân móng hoàn thiện của chú anh chị, móng sò nè, con này móng sò ha. Đó, chân cũng gần khú của chú anh chị, gầy đuôi thì lớn của chú anh chị. Này thiếu nuôi thôi chứ không có gì hết cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình chăm thêm ha, con này sái tích đúng nè, cao tầm 1m07 bò của chú anh chị. Đó, về cô chú anh chị mình nuôi tắm rửa thêm ha, tại chủ nhà này cũng mới bỏ bê á. Con này sẽ mặt sẽ lưng đúng của chú anh chị, sẽ mặt cái lưng đúng mà như nó nhưng có như này có lan miếng của chú anh chị, dứt nó có lan miếng nè. Đó, nó dứt có làng miếng ha. Đó, cô chú anh chị thấy không, dứt có làng miếng. Đó,
giùm con bên này luôn chú anh chị. Con này sái cũng đúng của chú anh chị nè, sái nè, sái đúng ha. Thì cô chú anh chị nào mình mua đi rồi chú sổ dàm cho mình ha. Đó, cũng chân tiền khố của chú anh chị. Cặp bên này thì có giá 25.500.000 nguyên chú anh chị. Sái tới đúng ha, thùng dạo có một màu đỏ nha cô chú anh chị. Đó, bốn chú đều của chú anh chị. Cặp này 25.500.000 của chú anh chị. Còn con này 12.000.000 của chú anh chị ha. Con đầu tiên này 12.000.000, không quay sơ lược cho chú anh chị mình coi lần nữa ha. Đó, con thứ hai của chú anh chị. Giờ cô chú anh chị mình chăm thêm ha, mấy con này cũng thiếu ăn của chú anh chị. Cũng có của chú anh chị, cũng có ha, yếm có ha. Rồi tiếp sau đây, tiếp sau đây là bò của em nha cô chú anh chị. Thì cái lần đầu em có quay dùm chuồng bò chú á, thì cái clip này đây là chuồng của em của chú anh chị nè. Cô chú anh chị thấy không, con này mít mốt cứng của chú anh chị, cái mặt đúng của chú anh chị, cái lưng này nó chòm cái gu của chú anh chị, nó chòm nằm cách chân gu cũng 3 phần 4 phần của chú anh chị. Bò này đúng yếm của chú anh chị, không sò của chú anh chị đó. Như vậy thấy không, tám cái sò ha nè, đúng miếm thì nhiều lớp phết của chú chị, đúng chèn của chú chị đó. Dưới ức nó có là có lan và miếng nha chú chị, nó cũng lan nó mát sữa giống sao của chú chị đó. Như vậy không nè, cái lưng nè nó chòm lên nha, cái gu của gì không đó, quay kỹ của chú chị coi á đó. Đó, nó chòm lên đó, nó tiến lên cho nó một lùi của chị. Thì con này cũng lên giống gió của chị, lên giống gió này tầm bò 11, 12 tháng của chú chị. Về mình nuôi chị 2 tháng, 3 tháng mà rực của chú chị. Đó, giống gió của chú chị thấy cái wow. Đó, con này mẫu bông bài của chị, nó hóa cao luôn của chú chị. Đó, mét giờ mét mốt cứng rồi con chú chị. Đó, của chú chị thấy không. Cô chú nào khu vực Trà Vinh á, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang á, thì mua em không có lấy tiền xe của chú chị, em ghép xe của chú giao tới tận nhà của chú mình cái giá nó trên ha. Còn cô chú anh chị mình ở khu vực Hậu Giang, Kiên Giang rồi Sóc Trăng rồi á, khu vực khác á, thì phụ tiền xe em thêm của chú anh chị tùy theo độ gần xa của chú anh chị, nhưng dao động trong khoảng 5-700 ngàn chứ không có nhiều của chú anh chị ha. Con này của chú anh chị không đó, đúng miếm nè gì không, con này có giá 17.000.000 của chú anh chị, giá yêu thương ha. Đó, cô chú anh chị không, con thú nè đó. Đó, như ức nó có lan dài miếng vậy của chú chị, chị thấy không đó nè, đây là con số 1 của chú chị đó. Còn con số 2 của chú chị, con số 2 thì mẫu nó cao 1m2 cứng của chị, 1m22-23 bò luôn. Con này nó đứng về là nói về tàn là tàn nhất của chú chị đó, nó tầm 12 tháng của chú chị đó, không đúng yếm đúng chiền của chú chị đó, đúng chiền ha, chị thấy đúng chiền không nè, yếm này yếm dày của chú chị, nó cột keo luôn của chú chị, mặt ngắn là miệng to nè. Cái con này nữa nó tới già nó cái đầu nó chỉ với có cái mày mày cái sừng u u giống như cái con đánh manh trụi của chú chị, nhưng mà con này là con xin nha của chú chị, con xin trụi nha nè cô chú chị thấy không, cái xương y như cái chài đâm tiêu của chú chị nó cô chú chị không, cái xương y cái chạy đâm tiêu mà đó, xương cối của chú chị. Con này cao tầm 1m22 bò của chú chị, trái đất thì nghiêm chỉnh của chú chị, thùng dạo có của chú chị không, rất là mời bò ha. Đó, u bạc của chú chị đó, con này của chú chị không, y con rách manh trội ha,
Nhưng mà con này là con chim trội của anh chị, con rắn man trội ha. Đó, có gì thấy chưa? Con này có giá 22 triệu 500 ngàn của chú anh chị. Ha. Như vậy thấy chưa? Đó, em quay thiệt sai của anh chị mình coi á. Đó, có gì vậy không? Chim trội nha. Đó, cái con này giờ tới già nó cũng không có sừng của chú anh chị. Nó chỉ u mày mày vậy thôi nè, có chứng vậy không? Chim trội ha. Đó. 22 triệu 500 ngàn của chú anh chị. Đó, cái này mình coi ha. Không. Cái xương thì giống như cái chài đâm tiêu của chú anh chị không? Đó, con chú anh chị mình coi cho kỹ ha. Đó. Hình ảnh rất thực tế của chú anh chị. Còn tiếp theo con xin này mẫu bông bay của chú anh chị. Đó, mấy con cái sừng nó cũng u vậy chứ nó không có ra dài của chú chị. Con này sái tích đúng của chú chị ha. Con này cũng cao tầm 1m08 bò của anh chị, 1m1 yếu á, dao động 1m08 ha. Chú chị mình coi không, đó đúng cũng chiền của chú chị, máu muốn sò ha. À vậy không, đó yếm nè, một màu đỏ rực của chú chị, đỏ như cái bánh cam chiên của chú chị, cái đuôi của chú chị không, cái đuôi thì chà bá luôn của chú chị, đó như vậy không, sai tích thì đúng của chú chị, này là mẫu Bombay thùng dạo có của chú chị, con này cũng giá 17 triệu của chú chị, ha, cô chú anh chị nào mình mua là không có tốn tiền xe của chú chị, tại em ghép xe được của chú chị, em ghép xe được anh này anh chạy xe, ghép xe được á. Em ghép, em quay lần 5-6 con, em ghép chuyến xe về đi giao cho chú anh chị mình một. Một con chỉ có 500 ngàn nên cô chú anh chị mình không có tốn tiền xe ha. Sai đúng của chú anh chị nè, cái đầu trụi của chú anh chị thấy không. Nè, để em quay mấy trong cho chú anh chị mình coi ha. Đó. Một màu đỏ của chú anh chị. Đó, đỏ như bánh cam chứ. Đó, chú anh chị, màu bánh cam mà chiên khét khét nó đỏ hay sao, nó màu y vậy của chú anh chị. Ha, đó của chú vậy không? 17 triệu của chú chị. 4 vú đều của chú chị. Ha. Con này 22 triệu 500 của chú chị. Đó. Rồi. Con này con số 2 nè của chú chị. Con số 3 nha. Con số 4 nè của chú chị. Ừ, con số 4 thì này 15-16 tháng rồi chị. Chủ nhà nó mới gác nọc trắng bàn á. Nói chung là bò này mua trắng bàn ra lần đầu tiên ta hay gác nọc trắng, rồi bỏ nọc. Vẫn dễ đẻ sinh sản của chú chị, lứa thứ 2, thứ 3 ta mới bơm. Cô chú anh chị. Nói cô chú anh chị không? Cô chú anh chị nào mua mẫu Bombay mua con này nha. Nói chung là con này cũng mẫu Bombay của chú chị. Nè, cô chú chị thấy đít không? Đít một tạ luôn. Tấm thớt thì lưng nó y tấm thớt của chú chị, lưng đôi của chú chị. Nè, rúng cũng rúng chiền của chú anh chị. Nè, rúng chiền yếm mà dày của chú anh chị. Xe mặt, xe lưng thì nghiêm chỉnh của chú anh chị. Nè, cô chú anh chị thấy chân gần khú không? Đó. Mẫu Bombay. Con này cao tầm 1m18 bò của chú anh chị. Chủ nhà gác nọc nó này được tháng mấy mà em thấy nó mập của cô chú anh chị. Khả năng nó chữa rất cao của chú anh chị nè. Chứ thấy mập không? Răng thì còn rinh của chú anh chị, chưa hở gì hết nghe của chú anh chị, không có bẻ. Nghe của chú anh chị. Nè, chú anh chị không? Cái mặt đúng của chú anh chị đó. Đó em nói con nào sái sao mà như có trật cô, thí dụ em ra tới cô chú có trật á, cô chú anh chị mình cứ em chở về cô chú anh chị luôn ha, cô chú anh chị yên tâm nha. Ví dụ nào mà em nói sao y vậy cũng vậy, con này cao tầm 1m18 bò của chú anh chị. Nè, mẫu Bombay của chú anh chị, một màu đỏ luôn của chú anh chị, màu đỏ như bánh cam vậy nha. Đó, cô chú anh chị mình coi không, con này có giá 24 triệu 500 của chú anh chị. Đó. Rồi con tiếp theo con số 5 của chú anh chị, con số 5 con này có giá 19 triệu 500 của chú anh chị. Đó, con này của chú anh chị 1m2 yếu của chú anh chị. Đó, của chú anh chị không, cũng màu đỏ luôn của chú anh chị nè. Mặt mày sái bớm nghiêm chỉnh. Con này cái sừng gốc tre của chú anh chị.
Đó, sừng cốc tre sái cũng thấy đúng của chú anh chị. Cái mặt này ha, cái lưng này của chú anh chị thấy màu đỏ không không? Con nào cũng màu đỏ của chú anh chị. Đó, của chú anh chị không? Đó, đúng thì đúng chày rồi, con chày mảnh dài của chú anh chị. Đó, của chú anh chị không? Xương thẳng nè, móng nè, đó của chú anh chị không? Đó, móng miết con nè, đó của chú anh chị mình dòm ha. Em khỏi nói của chú anh chị mình nuôi thường cũng biết nó ra là sao của chú anh chị. Đó. Của chú anh chị thấy cái hình ảnh thực tế của anh chị, bốn vú đều của chú anh chị, bốn vú đều luôn nha. Đó thì cô chú anh chị này mua đi, khu vực miền Tây á, thì mấy con này bắt hết em ship tới nhà mình nghe của chú anh chị. Đó như vậy không, con sò hết nha, con nào thùng dạo cũng có lưng lưng đôi của chú anh chị. Đó như vậy không, lưng lưng đôi nè. Đó, đích mục đích của chú anh chị qua điện thui như vậy không. Con này có giá 19.500 của chị, con số 5 ha. Đó, dưới thì mình coi ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây, rồi chúc cô chú anh chị mình xem vui vẻ. Em xin ai kính chào cô chú anh chị mình ạ.